Hello Hello. teacher. Chữa bài nhá. Đây câu này, đúng rồi. Stimulate ở đây bạn có thể dịch được không? Stimulate đây nghĩa là gì? Kích thích. Đúng không? Đấy, kích thích như kiểu như là ví dụ như là bạn làm cho một cái gì đấy nó trở nên hào hứng hơn, đúng không? Thì là kích thích kiểu như là kích thích hoặc là đẩy mạnh đấy, đúng chưa? Cái người giáo sư thì cố gắng kích thích cái niềm đam mê archaeology, khảo cổ học, đúng không? Bằng việc là đưa học sinh đi thám hiểm. Đấy. Expedition là đi thám hiểm nhá. Vậy thì ở đây nó chính là bằng cái từ encourage đúng không? Chính là như kiểu khuyến khích, động viên, đúng không? Chính là như kiểu bằng cái kích thích. Wicked rồi, wicked đây mình sẽ xem trong phim như kiểu Mỹ Mụ Phù Thủy ấy, đúng không? Thì nó bằng với evil chính là gì? Gian ác, độc ác. Bài dưới là chúng ta phải tìm từ trái nghĩa nhá. Đây, thế thì ở đây bạn có cái từ tough nghĩa là khó khăn, đúng không? Đấy. Thế thì có nghĩa là nó ngược với từ pleasant là kiểu thoải mái, dễ chịu. Nhưng mà ở đây nhá, hai từ này bạn đang tìm là hai từ đồng nghĩa rồi. Zest ở đây là cái sự thú vị, sự say mê, sự đam mê. Thế còn enthusiasm nó cũng là sự thú vị, sự đam mê mà. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ chọn cái từ này nhá. Indifference, indifference ở đây nghĩa là cái sự lãnh đạo, thờ ơ nhá. Nó không phải là sự khác biệt mà lại là sự lãnh đạm thờ ơ. Đấy, nó ngược nghĩa với từ này. Đây là cái sự thay mê, sự đam mê một cái gì đó đúng không? Còn đây là cái sự lãnh đạm. Lãnh đạm nghĩa là sao? Thờ ơ với một thứ gì đấy như kiểu không quan tâm đến nó. Được chưa? Nên chúng ta phải đáp án này mới đúng này. Đây là đang bài tại từ trái nghĩa mà. Tiếp này bây giờ mình có cái từ này nhá. Passion, passion đây cũng là bằng nghĩa với từ enthusiasm chứ. Cũng là sự gì? Sự đam mê nhá. Cái từ passion này này. Rồi, có từ immortal này có biết không? Chơi game với cả xem phim rất nhiều mà không biết từ này hơi lạ. Có biết từ immortal này không? Bất tử, được chưa? Nếu như bạn hay chơi những cái game hoặc là những cái phim mà kiểu Hollywood mà nó mang tính nó sao nhỉ? Nó có những cái kiểu như là siêu nhiên ý thì sẽ gặp từ đấy khá là nhiều. Tiếp này. Ở đây thì bạn đã làm được bài này hết rồi. Mà cô xem cô có thể kiểm tra một số các cái từ ở đây không? Lose control. Đúng rồi. Ở bài dưới này mình cũng làm đúng rồi. Bài dưới thì đa số nó chỉ nói đơn giản là về các cái loài động vật sống ở trong đất, đúng không? Đấy. Ở đây có một số từ cô muốn hỏi nhé. Inhabitants là gì? Học rồi nhé. Habit là thói quen. Không, habit tuy là thói quen nhưng một khi mà nó đã có in và nó khác hẳn mà. Xấu ạ. Đây là các cái thọ, các cái cư dân nhá. Các cư dân của gì? Của đất, đúng chưa? Chính là các mấy cái con dẹp rồi con bọ đuôi bật. Nghĩa là inhabitants đây là các cái cư dân nhá. Được chưa? Inhabitants, cư dân. Thế thì có nghĩa là bạn có thể ghi vào nghĩa là từ này, ví dụ nó có thể cho là từ này đồng nghĩa nhất với từ gì, như kiểu có thể là citizen này hoặc là people hoặc là dwellers, đúng không? Học từ dweller rồi đúng không? Học ở lớp 9 còn nhớ từ đấy không? Từ cư dân ý, từ này học ở unit 2 đấy, học unit 2 chưa? Rồi, Nhưng hình như mà không có, con
không 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 được học từ này cô. Ngày trước cô có dạy một bạn lớp 9 có từ này mà. Hoặc là cô, hay là cô giáo không dạy bài chỗ đoạn đấy, không dạy hết tất cả các cái bài đọc trong đấy. Có một bài đọc. Bạn học unit 2 là về, hay là unit 1 gì đấy nhỉ? Unit 1 hay unit 2 gì đó là về các cái thành phố lớn đúng không? Unit mấy nhỉ? Thành phố thì unit 2 của Đấy. Có từ này mà, nhưng mà chắc là cô giáo không cho học bài đọc đấy, trong sách có đấy. Nói chung là từ này nó bằng nghĩa với từ dweller rồi đi citizen này. Đấy. Resident là cư dân nhá. Tiếp. Chúng ta có một đoạn này nữa nhá. Đây câu hỏi nhá, predator và prey là gì? Đây là một cặp từ kiểu trái nghĩa đấy. Có biết bộ phim Predator không? Bộ biết phim của ấy. Phim Alien vs Predator, phim về hai con quái vật ấy. Rất là nổi ấy. có Thế cái con này thực con quái vật Predator mà cái con mà cứ hay người ta nó cứ hay gọi là gì nhỉ? Biến hình, à không phải biến hình mà nó tàng hình. hình Con này Predator gọi là gì nhỉ? Động kiểu quái như là dữ. thú thú săn nhá, còn prey là con mồi, được chưa? Predator là kẻ săn mồi, còn prey là con mồi, được chưa? Đấy. Predator là kẻ săn mồi nhá. Và prey là con mồi. Được chưa? Bạn có thể ghi vào vì là thực ra những từ này thì cô không biết là liệu có hay xuất hiện không, nhưng hay xuất hiện trong bài IELTS. Nếu sau này bạn nếu như có thật sự phải ôn tập IELTS hay là gì đó thì bạn có biết thêm từ mà hay xuất hiện thôi. Predator là con săn mồi nhá, là con vật săn mồi này, còn prey là con mồi. Cái là Predator nó sẽ đi giết prey đấy. Có cái bộ phim về Predator mà con người bị đưa đến một cái hành tinh hay là cái đảo gì đấy khác ấy để biến thành prey, biến thành các cái con mồi cho Predator này, không biết bạn có xem phần đấy không? Như con chỉ chơi game thì của Ừ, để chơi game thì tốt nhất là nên biết mấy từ này, coi như là để chơi game cho nó giỏi nhá, thành game thủ chuyên nghiệp. Rồi. Thế đây, bây giờ cô ba nhá. Bây giờ bạn thử tìm xem là bạn sai ở đâu. Tự tự nhìn chỗ này xem bạn sai ở đâu. Tự đi xem nào, mình có nhận ra được mình sai đâu. Đúng rồi, phải làm sao? Nhân D vào đấy. Thế là nếu như mà trong trường hợp này nhá, cái phần you do là phần trọng tâm của câu này mà làm sai thì trừ hết điểm rồi rồi. Coi như là câu này đã mất hết điểm. Tiếp. Câu số 2 đúng rồi này. Câu số 3 nhá, thực chất là câu này chính là cái mẫu file something cộng tính từ ấy, học lớp 7 ấy. Như là kiểu nhá, tôi cảm thấy nhảy múa rất là thú vị. I find dancing interesting. Vậy chỗ này bạn chỉ việc gì? I fly swimming across this river is Không, sai rồi. Nếu như mà một khi một mẫu câu với file mà bạn thêm is vào là bạn một cú chết chí tử. Được chưa? Riêng cái mẫu câu file này là không được có to be. Nghĩa là người ta rất hay kiểm tra vào đây này. Nghĩa là file mà để to be là câu đấy coi như là gì? Là sai bét luôn. Rất nhiều người bị nhầm. Bạn có hai cách nhá. Ví dụ như là you must find it difficult to. Được chưa? Hoặc bạn có thể làm như này, cô nghĩ cũng được. You must find swimming across this river impossible. Mẫu câu nhá, find something cộng với tính từ nhá, hoặc là find it. Mẫu câu find it cũng được nhá. Find it cộng tính từ cộng to do something. Nếu như xem phim ấy,
xem phim bạn cũng hay gặp mẫu này, ví dụ như là I find it hard to do this exercise cũng được nhá. Tôi cảm thấy cái gì khó khăn để làm bài tập này. Như quên, có thể viết mấy mẫu câu này vào nhá, hoặc là find something tính từ đấy, nghĩa là cảm thấy cái gì đó như nào nhá. Cái mẫu ở dưới này rất hay gặp đấy. I find it hard to do this exercise. Như kiểu chúng ta ít ở đây là mẫu câu chủ ngữ giải. Thế nha, thế cô hướng dẫn mẫu câu find đây, rồi về sau gặp find thì bạn có thể biết cách làm nhé. À, Bây giờ chúng ta có câu số 36 này. Thì cô nghĩ là về cái phần mẫu câu thì nó đúng rồi. Nhưng ví dụ này, người giáo viên không cho phép lớp học ra về trước 4 giờ. Trước 4 giờ thì không được ra về, nghĩa là 4 giờ thì được về đúng không? Thế thì chúng ta có thể thay từ after bằng từ until nhá. Nghĩa là gì? Giáo viên bắt, đúng không? Giáo viên bắt lớp học phải ở lại cho đến 4 giờ nhá. Cho đến 4 giờ thì phù hợp hơn là sau 4 giờ, vì người ta bảo là không được về trước 4 giờ, nghĩa là 4 giờ là sẽ được được về mà, đúng không? Đấy. Thế ở chỗ này chúng ta nên dùng từ until cho đến khi thì nó phù hợp hơn là từ after nhá. Dickens died without finishing his last novel, đúng rồi này. He has had his house broken in. He has had ở đây chúng ta sẽ có cái gì? Không phải là this house nhá, mà là phải là gì? His house đúng không? Nhà anh ấy đã bị gì? Nhà mình đã bị đột nhập vào 3 lần, được chưa? He has his house broken into 3 times, với cả mình thêm từ này luôn. Người ta cho từ gì recently thì bạn hãy cũng thêm vào luôn, không là thiếu ý. Được chưa? Tiếp này. Từ fortnight viết sai chính tả rồi. Không, cái từ này cô dạy rồi đấy. Với cả fortnight chưa chưa đủ. Đây nhá, đã hơn một fortnight rồi kể từ lần cuối mọi người nhìn thấy Julian đúng không? Vậy mình sẽ dịch là gì? Julian đã được nhìn thấy lần cuối cùng vào một fortnight gì? Trước chứ ago nữa, đúng không? Thế có biết fortnight là bao nhiêu ngày không? Hai tuần. À đúng rồi, may quá vẫn nhớ. Nghĩa là Julian đã được nhìn thấy lần cuối cùng vào 2 tuần trước nhá. Đấy nên mình thêm từ ago vào. Tiếp này. Câu số Mary suggested to me that I should. Bạn ơi, tại sao sau should mà bạn lại buying được? Ừ. Lại làm bị ẩu rồi. New code, được rồi. Chú ý kỹ nhá, đừng để sai những cái mình vớ vẩn này nhá. Được chưa? Nghĩa là cả mẫu câu ở đây bạn đã làm đúng rồi, tự nhiên đến đoạn này lại bị sai, có tiếc không? Rất là tiếc. Bởi vì là chúng ta chưa biết được là liệu năm nay thi sẽ thế nào. Cứ có năm thì thi 100% trắc nghiệm, còn năm tự nhiên lại có tự luận. Đúng không? Nên cứ làm thật cẩn thận vào. Chả may bị rơi vào tự luận thì biết đường mà làm.
Cô ấy, lúc cô ra bài thì cô cho con thêm cả phần nghe nhé, con sắp thi học kỳ của Con thi bị vào cả ngày à? chắc con nghĩ thế của Thực ra là cô cũng muốn cho bạn đầy đủ bài đấy, nhưng mà cô chỉ sợ là bạn lại thấy nhiều quá. Đây là bây giờ nếu như mà bạn muốn thì càng tốt thôi. Nói chung là cô thì cô muốn giao nhiều, nhưng mà cái chính là sợ nhiều lúc các con nhiều quá, các con thấy càng nhiều quá lại làm ẩu thôi. Thế bây giờ con nghe thì càng tốt, bởi vì là cô cũng muốn làm mấy bài này xong khi nào mình cũng làm một bài kiểm tra ấy. Đấy. Đây làm cho cô bài này nha. À không thì thôi, bài này hay là mình để cuối về nhà làm nhé. Bây giờ mình có thể làm sang phần nghe cũng được. Để xem. Nhưng mà phần nghe của cô tất nhiên nó sẽ không liên quan đến cái nghe trên lớp, nhưng mà không sao đâu. Miễn là cứ cứ nghe nhiều tất cả các thể loại là được. Ở đây nó có một số các cái từ mới ở đây. Có từ nào trong ba từ này bạn không biết không? Đầu từ cuối Từ various nhé, bạn ghi vào cho cô nhé. Và viết rõ ra là A, D, J là tính từ đúng chưa? Viết rõ ra nhé. Various tính từ. Nghĩa là khác nhau này, không giống nhau, hoặc là gì nhỉ? Khác nhau nhá, không giống nhau hoặc là đa dạng nhá. Được chưa? Bạn ghi này, khác nhau, không giống nhau hoặc là đa dạng nữa. Đa dạng. Various, đa dạng nhá. nó bằng với từ unique của Không, không giống. Unique là độc, là có nghĩa là gì nhỉ? Độc đáo cơ mà. Đúng chưa? Từ various này nó phải đồng nghĩa với từ different nhá. Được chưa? Còn độc đáo là như nào? Độc đáo nghĩa là độc nhất. Nghĩa là ví dụ như rất ít người như thế. Còn different chỉ đơn giản hoặc là nó có thể bằng với nghĩa là như kiểu nó không giống nhau thôi. Không giống nhau cũng chưa chắc đã là độc đáo. Được chưa? Được chưa? Tiếp từ cuối này, balcony. Balcony là danh từ nhé, là cái gì đây? Bạn nhìn thấy hình ảnh đây, đây là cái chỗ nào? Ở nhà đây, đây là cái chỗ không gì? Ban công đúng rồi, nhìn vào nhá. Balcony danh từ cái ban công nhá. Cái từ various bạn có thể ghi cho cô thêm một cái đồng nghĩa nữa nhá. Một là difference, hai là diverse, biết từ diverse rồi đúng không? Phong phú đa dạng ấy. Đây này. à Rồi.
Cambridge Preliminary English Test 6 by Okay. Where will the friends meet? You see? What has the girl forgotten to bring? Okay. Which TV program is on at 9 o'clock tonight? How will the man book tickets for the show? What will the man do this winter? How does the man want the woman to help him? Which house did the woman stay in? Rồi, có chỗ nào không hiểu không? Ready? Where will the friends meet? Hi, it's Maria. Got your message. Yeah, I'd like to go to the movies. There's a film called Light World 2. Or a comedy. Don't mind which. Shall we meet outside the cinema? Or, I know, at the coffee bar on the corner. We could have a snack before we go in. We could meet at the bus stop. Mum's driving me into town this afternoon to buy some trainers, so I won't have to get the bus. But something to eat first is a good idea. Shall we say 6 o'clock? Okay. Now listen again. Hi, it's Maria. Got your message. Yeah, I'd like to go to the movies. There's a film called Light World 2. Or a comedy. Don't mind which. Shall we meet outside the cinema? Or, I know, at the coffee bar on the corner. We could have a snack before we go in. We could meet at the bus stop. Mum's driving me into town this afternoon to buy some trainers, so I won't have to get the bus. But something to eat first is a good idea. Shall we say 6 o'clock? Okay. Two. What has the girl forgotten to bring? Drink up your coffee. We'll be late for class. What are you looking for now? Don't tell me you've left your essay at home. You said you were working on it till midnight. Don't worry. It was the first thing I put in my bag. Look, here it is. I won't be a second. Just checking everything. Pen. Now, where did I... Oh, dear. You'll be able to lend me one, won't you? Keys. Oh, here they are, in my pocket, as usual. Now listen again. Drink up your coffee. We'll be late for class. What are you looking for now? Don't tell me you've left your essay at home. You said you were working on it till midnight. Don't worry. It was the first thing I put in my bag. Look, here it is. I won't be a second, just checking everything. Pen. Now, where did I... Oh, dear. You'll be able to lend me one, won't you? Keys. Oh, here they are, in my pocket, as usual. Three. Which TV programme is on at 9 o'clock tonight? Because of the ski jumping finals, we're late finishing, so there are some changes to this evening's programmes. We won't now show the nature programme about the dolphins found near the Florida coast at 9 o'clock. Instead, Tim Wong's Chinese Kitchen will be at this time, an hour later than advertised. You can see the nature programme at its usual time next week. Now listen again. Because of the ski jumping finals, we're late finishing, so there are some changes to this evening's programmes. We won't now show the nature programme about the dolphins found near the Florida coast at 9 o'clock. Instead, Tim Wong's Chinese Kitchen will be at this time, an hour later than advertised. You can see the nature programme at its usual time next week. Four. How will the man book tickets for the show? Shall we go to the boat show?
It's on for 3 weeks, but you need to book if you want to go on the first night, because there's a party. Really? Let's go. How do you book? On the internet or by phone. Or there's a form to fill in this week's TV magazine, with a discount on each ticket. I like saving money, but the post's always so slow. I prefer to talk to someone when I'm making a booking. Just leave it to me. Now listen again. Shall we go to the boat show? It's on for 3 weeks, but you need to book if you want to go on the first night, because there's a party. Really? Let's go. How do you book? On the internet or by phone. Or there's a form to fill in this week's TV magazine, with a discount on each ticket. I like saving money, but the post's always so slow. I prefer to talk to someone when I'm making a booking. Just leave it to me. Five. What will the man do this winter? Will you go on working as a gardener when winter comes, Jim? You'll get very cold and wet working outside. Well, last winter I took a job in a supermarket. They're advertising for staff again at the moment, but I prefer being in the fresh air, even when the weather's bad. I'd really like to get a job abroad, in the sun, but all the ones I've seen need building skills, which I haven't got. So I'll just stay in my present job for the time being. Now listen again. Will you go on working as a gardener when winter comes, Jim? You'll get very cold and wet working outside. Well, last winter I took a job in a supermarket. They're advertising for staff again at the moment, but I prefer being in the fresh air, even when the weather's bad. I'd really like to get a job abroad, in the sun, but all the ones I've seen need building skills, which I haven't got. So I'll just stay in my present job for the time being. Six. How does the man want the woman to help him? Sarah, could you do something for me? Well, it depends what it is. I want to clean the bedroom windows this afternoon, but I lent the ladder to John. Could you give me a lift to his house and then bring me back with the ladder? Of course, no problem. Now listen again. Sarah, could you do something for me? Well, it depends what it is. I want to clean the bedroom windows this afternoon, but I lent the ladder to John. Could you give me a lift to his house and then bring me back with the ladder? Of course, no problem. Seven. Which house did the woman stay in? I love these photos of your holiday. Is this the house you stayed in? I love the balconies and all those plants growing up the walls. Oh, and there's a lovely big swimming pool. Let me see. Oh, you're looking at the wrong photo. Oh. That was the house our friend stayed in. Oh. Ours was exactly like that one, but we only had the sea to swim in. Here, let me show you a photo of our house. It was just as nice. Now listen again. I love these photos of your holiday. Is this the house you stayed in? I love the balconies and all those plants growing up the walls. Oh, and there's a lovely big swimming pool. Let me see. Oh, you're looking at the wrong photo. Oh. That was the house our friend stayed in. Oh. Ours was exactly like that one, but we only had the sea to swim in. Here, let me show you a photo of our house. It was just as nice. That is the end of part one. Bài này có vẻ như bị sai khá là nhiều. Đây, các bạn nghe nhá. Mình sai mấy câu ấy. 1, 2, 3, 4. Oh. Đây câu số 2 nhá. Nó bảo là gì?
cái essay là cái thứ đầu tiên mà nó cho vào trong cặp đấy. Được chưa? Bởi vì là bảo là đã dành cả đêm để làm nên là it is the first one I put in my bag, đúng không? Sau đó bảo là để check check thì bảo là xem cái pen nào và ôi trời ơi, xong bảo là chứ tôi mong là cậu vẫn còn một cái để lend tôi, để cho tôi vay, cho tôi mượn. Còn keys thì gì nhỉ? As usual in my pocket, như thường lệ ở trong gì, trong cái túi áo này. Còn câu 3 nó nói rõ là gì? Thường thì cái chương trình nature về đám cá heo tìm ở biển Florida thì sẽ là 9 giờ tối đúng không? Instead, nó có từ instead thì còn nhớ không? Tối nay thay vào đó sẽ là chương trình về Chinese kitchen gì đấy, chương trình về nấu ăn Trung Quốc ấy. At this time chính là vào 9 giờ tối. Và đến tuần sau next week thì bạn lại vẫn có thể xem gì? Xem chương trình về thế giới động vật như thường lệ. Nghĩa là vẫn vào 9 giờ nhưng mà riêng tuần này nhá. Được chưa? Thì nó sẽ là chương trình nấu ăn. Câu số 4 thì bạn làm đúng rồi này. Ông này ông bảo là gì? Ông ý rất là muốn nói chuyện với ai đó when it comes to booking, khi mà phải đặt vé hay là đặt hàng một cái gì đó thì ông thích nói chuyện hơn là làm những cái thủ tục qua bưu điện vì nó chậm, đúng chưa? Câu số 5 thì bảo là gì? Cô kia hỏi là liệu có vẫn làm garden ở trong vườn không? Ông kia bảo là năm ngoái thì ông ấy đi làm ở supermarket đúng không? Đấy, nhưng mà ông ấy thích fresh air, ông ấy thích làm việc ở ngoài trời. Và có một công việc thì ông ấy cảm thấy rất là thích. Tuy nhiên như nào? Nó đòi hỏi building skills. Nó đòi hỏi cái gì nhỉ? Cái kỹ năng xây dựng, đúng không? Which I haven't got yet. Cái kỹ năng này thì tôi chưa có, phải chưa? Nên tôi vẫn sẽ gì? Làm công việc bây giờ thôi, chính là công việc trong vườn. Câu 6 thì đúng rồi này. Câu 7 thì bảo gì? Bà ấy tả, bà bạn đúng không? Bà ấy tả là ôi cái nhà này đẹp quá, nào là có balcony này, rồi có cái plants on the wall đúng không? Có cái cây ở trên tường này, rồi có cái swimming pool. Đấy. Xong rồi thế là cái bà kia bảo gì? Nó exactly look like that, nghĩa là cái nhà đấy giống y hệt cái nhà mà bà đấy tả, mỗi tội là chúng tôi chỉ có biển để bơi thôi chứ không có gì, không có swimming pool. Được chưa? Nghĩa là cái nhà thì giống nhưng mà không có gì, không có bể bơi, chỉ có biển thôi. Đấy. Đây bạn có thể đọc ở đây. Đây nhá, câu số What has the girl forgotten to bring đây? Don't tell me you've left your essay at home. Essay là cái bài văn luận văn nhá. Đấy. You said you were working on it till midnight. Don't worry, it was the first thing I put in my bag. Đó là thứ đầu tiên mà tôi đã cho vào cặp. Look, here it is. Nó đây rồi. I won't be a second. Just checking everything. Pen. Where did I? Oh dear, you will be able to lend me one, won't you? Ôi trời ơi, cậu sẽ có thể cho tôi mượn một cái phải không? Nghĩa là ý chính là gì? Do quên bút rồi đấy. Còn keys thì nó in my pocket rồi. Đây, có chương trình TV đây. About the dolphins near the Florida coast at 9 o'clock. Instead, Tim Wong's Chinese kitchen will be at this time. Instead là thay vào đó nhé. Được chưa? Nhớ kỹ từ instead, thay vào đó thì chương trình của Tim Wong sẽ ở giờ này. One hour later, than advertised. Muộn hơn một tiếng so với quảng cáo. You can see the nature program at its usual time next week. Đấy. Đây cái câu mà người đàn ông sẽ làm gì vào mùa đông tuần này nhá. Will you go on working as a gardener when winter comes, Jim? Được chưa? Liệu cậu có vẫn làm việc như một người làm vườn khi mùa đông đến không, Jim? Thế là Jim bảo gì đây? Mùa đông tuần trước, lần trước thì tôi đã làm ở một siêu thị. Đấy. Nhưng mà tôi thích being in the fresh air. I'd really like to get a job abroad in the sun. But all the ones I've seen need building skills, được chưa? Which I haven't got. Okay.
Đấy, nên là bạn ấy stay in my present job for the time being. For the time being là hiện tại nhé. Hiện tại thì cứ gì? Cứ làm cái việc này thôi. À, đấy. Câu cuối này. That was the house. Ours was exactly like that one, được chưa? Nghĩa là cái nhà của chúng tôi thì như gì nhỉ? Y hệt như cái nhà được tả kia, là cái nhà có balcony cũng như là có plants on the walls, được chưa? Nhưng chúng tôi thì chỉ có biển. Ok chưa? Đấy, sau một thời gian không nghe là mình cũng bị quên khá nhiều đúng không? Và tiếp tục bạn nghe bài này nhá. Đây. Bạn sẽ nghe một cái người news reporter, một người dẫn chương trình thời sự tên là Angela Bond nói trên radio về công việc của cô ấy. Đấy. Where is Angela working at the moment? Angela likes her job because she loves being in dangerous situations, never knows where she'll go next, enjoys watching important events happen. What did Angela bring home from Hong Kong? Có từ mới nào không? Phần 10C nó là nội thất à? Ờ, furniture là nội thất nhá. Và nhớ kỹ cho cô từ furniture là danh từ không đếm được nhá. Ready chưa? Are you ready? Yes. Okay. Now turn to part 2. Questions 8 to 13. You will hear a news reporter called Angela Bond talking on the radio about her job. For each question, put a tick in the correct box. You now have 45 seconds to look at the questions for part 2. Now we are ready to start. Listen carefully. You will hear the recording twice. And today in the studio we have a familiar face on television, Angela Bond, the news reporter. Angela, your job has taken you all over the world, hasn't it? Yes. I've reported from a number of countries in Asia, and I've just returned from the United States. I must say, it's good to be able to unpack my suitcase now that the job has brought me to Britain for at least 6 months. Mm. Is the travelling what you enjoy about the job? It's certainly interesting, but it can be annoying never knowing where I'm going to be next week. For me, the really exciting thing is being somewhere when a big news story is taking place and seeing it develop. Sometimes that can be quite dangerous, but all jobs have their disadvantages. And travelling gives me the chance to collect souvenirs. What kind of things? Mostly things for my flat. I'm mad about anything Chinese. And so when I was in Hong Kong, I got a really nice table and some chairs. And in Turkey, I spend a lot of money on carpets. Then I've got pictures and other bits of art from Thailand and India. The flat's getting a bit crowded. It sounds colourful. Do you have a regular working day? Not really. At the moment, I'm one of the team that reads the evening news, so sometimes I'm on at 6:30 and sometimes at 10 o'clock, but that's at the end of the day. It all starts in the morning at 8:30, when I phone the office to see what has happened and what they want me to go and report on. So you don't have much time for a social life? It's better now I'm in London and can see my boyfriend more often. My sister introduced us.
He came round for dinner when I was staying with her a year ago. We have a lot in common. He's a lawyer, and I studied law at university. Also, we've found that we lived in Hong Kong at the same time, although we never met. What do you like to do in your free time? Well, cooking is something new I'm trying, because I can't do it when I'm travelling. But I'm not very good at it yet, so I find it a bit stressful. One of the best things I've bought recently was a boat, and when I want to feel calm and peaceful, I go for a sail on the river. It never fails. Angela, thanks. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe lại nữa và xem cô nào chưa làm được hoặc đang gọi là chưa biết là đúng hay sai thì mình nghe kỹ, phải check nhá. Now listen again. And today in the studio we have a familiar face on television, Angela Bond, the news reporter. Angela, your job has taken you all over the world, hasn't it? Yes. I've reported from a number of countries in Asia, and I've just returned from the United States. I must say, it's good to be able to unpack my suitcase now that the job has brought me to Britain for at least 6 months. Mm. Is the travelling what you enjoy about the job? It's certainly interesting. But it can be annoying, never knowing where I'm going to be next week. For me, the really exciting thing is being somewhere when a big news story is taking place and seeing it develop. Sometimes that can be quite dangerous, but all jobs have their disadvantages. And travelling gives me the chance to collect souvenirs. What kind of things? Mostly things for my flat. I'm mad about anything Chinese. And so when I was in Hong Kong, I got a really nice table and some chairs, and in Turkey, I spend a lot of money on carpets. Then I've got pictures and other bits of art from Thailand and India. The flat's getting a bit crowded. Mm, it sounds colourful. Do you have a regular working day? Not really. At the moment, I'm one of the team that reads the evening news, so sometimes I'm on at 6:30 and sometimes at 10 o'clock, but that's at the end of the day. It all starts in the morning at 8:30, when I phone the office to see what has happened and what they want me to go and report on. So you don't have much time for a social life? It's better now I'm in London and can see my boyfriend more often. My sister introduced us. He came round for dinner when I was staying with her a year ago. We have a lot in common. He's a lawyer, and I studied law at university. Also, we've found that we lived in Hong Kong at the same time, although we never met. What do you like to do in your free time? Well, cooking is something new I'm trying, because I can't do it when I'm travelling. But I'm not very good at it yet, so I find it a bit stressful. One of the best things I've bought recently was a boat, and when I want to feel calm and peaceful, I go for a sail on the river. It never fails. Angela, thanks. That is the end of part two. Đây. Câu số... Angela Bond. Now we are ready to start. Listen carefully. You will hear the recording twice. And today in the studio we have a familiar face on television, Angela Bond, the news reporter. Angela, your job has taken you all over the world, hasn't it? Yes. I've reported from a number of countries in Asia, and I've just returned from the United States. Yes, I've just returned from the United States, nghĩa là cô ấy vừa mới gì nhỉ? Trở về từ nước Mỹ, nghĩa là cô ấy đang từ nước Mỹ và đi về một nước nào đó thì chắc chắn là nước gì? Còn chỉ còn lại nước gì nhỉ? Nước Anh thôi, còn Asia thì chỉ là một cái, cô ấy đã làm rất nhiều... được cái nhiều bản tin ở Asia rồi và cô ấy vừa từ Mỹ
trở về. Thế là bây giờ, at the moment là hiện tại thì sẽ đang làm tại đâu rồi? Anh, bạn hiểu câu này chưa? Đấy. Nghĩa là từ vừa ở Mỹ trở về, nghĩa là bây giờ còn ở Mỹ nữa không? Không, ở trước đấy rồi, bây giờ bay về rồi, bay về là bay về anh nhé. Đấy. Còn câu số 12 là như nào? Cô ấy bảo là her sister chính là người introduced cô ấy với cả người bạn trai của mình. Và anh ấy đã thường came round, chúng ta có từ này. Nếu như bạn nghe kỹ, có cái từ came round chính là như nào? Came round at my sister's house ý. Bạn ghi lại cho cô nhé, come round là ghé chơi nhà, thấy chưa? Nghĩa là cô anh ấy thường came round ở my sister gì đấy. Ý chính là cái thời mà cô này vẫn còn đang ở nhà của chị gái ý. Khi mà cô ấy ở cùng chị gái thì anh này hay đến nhà của cô chị gái chơi thì mới gặp cái cô gì? Cô Angela này. Đấy. Còn in Hong Kong là như nào? Hai người đã phát hiện ra là họ cùng ở Hồng Kông một thời điểm nhưng lại chưa bao giờ gặp nhau vào thời điểm đấy. Though we have never met nhá. Ý chính là gì? Chưa bao giờ gặp nhau tại Hồng Kông cả. Vậy là có một thời điểm thì hai người cùng ở Hồng Kông nhưng lại không gặp nhau. Đây. I've reported from a number of countries in Asia and I've just returned from the United States. I must say it's good to be able to unpack my suitcase now that the job has brought me to Britain for at least 6 months. Ý là gì nhỉ? Tôi phải nói rằng thật là tốt vì có thể gì nhỉ? Unpack my suitcase nghĩa là không phải đóng gói vali nữa bởi vì là cái công việc bây giờ thì nó đã gì nhỉ? Đã đưa tôi đến nước Anh ít nhất trong 6 tháng, nghĩa là bây giờ cô ấy sẽ phải ở Anh trong khoảng 6 tháng để làm việc. Còn về cái phần mà bạn trai cô ấy đây. It's better now I'm in London and can see my boyfriend more often. My sister introduces. Chị gái thì đã giới thiệu chúng tôi này. He came round for dinner when I was staying with her a year ago. Đấy nghĩa là anh ấy đã came round for dinner là ghé chơi nhà để ăn tối khi tôi vẫn đang ở với chị gái gì nhỉ? Một năm trước, vậy có nghĩa là cô này đã gặp anh này tại nhà của người chị gái. Thấy chưa? Đấy, do chúng ta không biết cái từ came round này. Tiếp này. We have a lot in common. Chúng tôi có rất nhiều gì? Have a lot in common. Điểm chung đúng không? He's a lawyer. Anh ấy là một luật sư và tôi cũng học luật ở trường đại học. Also we found that. Và chúng tôi cũng hóa ra là biết rằng chúng tôi đã từng ở Hồng Kông cùng một thời điểm. Although we never met. Mặc dù chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau ở đó. Nghĩa là hai người này cũng ở Hồng Kông cùng một thời điểm nào đó. Nhưng mà do trước đấy chưa biết nhau ấy. Nên không bao giờ gặp nhau tại Hồng Kông. Được chưa? Nên chứ không phải là gặp nhau tại Hồng Kông đâu. Rồi. Về nhà nhé, cô sẽ giao bài cộng với cả còn phần 3, phần 4 giao nốt nhé. Bạn cố gắng làm hết. Được chưa? Phần 3, phần 4 thì thường nó rất là ngắn thôi. Ok, thank you so much and see you next time. Bye bye. Bye bye, have a good night. Yeah, you too, have a good night.